Kính thưa quý ông bà cô bác, trong bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ngài có nói thà chấp nhận một giáo hội bị bầm dập chứ không chấp nhận một giáo hội bị lem luốc. Xin Chúa và Đức mẹ Maria soi sáng và ban muôn ơn cần thiết ngay lúc này cho giáo hội Việt Nam, đặc biệt là cho giáo vận Vinh. Chúng ta đã nói đến niềm vui của tin mừng theo Đức Thánh cha Phanxicô là niềm vui gặp gỡ các cá vị với chính Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên niềm vui ấy không trọn vẹn ở thế gian này do luôn xảy ra những cản trở đến từ bản thân con người yếu đuối. Chính tội lỗi của chúng ta cần phải được hoán cải và bản thân cần được biến đổi hàng ngày thì cuộc gặp gỡ giữa ta với Chúa Giêsu mới diễn ra thực sự theo đúng ý nghĩa của sự hiện hữu tương quan. Nếu con người phạm tội không mệt mỏi thì Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ không bao giờ ngừng. Thế nên, thần dược lòng thương xót của Chúa luôn là phương thế đồng hành với con người bất toàn. Và Đức Thánh Cha, Ngài luôn mời gọi mọi người sống niềm vui của người được tha thứ và đồng thời niềm vui ấy phải được diễn tả bằng chính hoạt động truyền giáo ngang qua chứng nhân niềm vui là đời sống của những người đã cảm nhận tình yêu thương tha thứ từ Thiên Chúa. Mà để cảm nhận được điều này, chúng ta hãy chấp nhận sự yếu hèn của nơi con người chúng ta. Chúng ta can đảm sống sự thật, để rồi trở lại với sự thật là chính Chúa Giêsu là đấng chân thật vô cùng, thì Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã đưa ra một nhận định rất sâu sắc về con người thời đại ngay trong phần đầu của tông huấn Evangelii Gaudium. Nghe nói rằng nguy cơ lớn nhất trong thế giới này với những nguy cấp tràn ngập và đa dạng của chủ nghĩa hưởng thụ là một nỗi buồn cá nhân đến từ tâm hồn tự mãn và tham lam, từ cơn sốt tìm kiếm những thú vui phù phiếm và một lương tâm bị cô lập. Khi đời sống nội tâm bị đóng kín với những tư lợi thì không còn chỗ cho người khác nữa. Ngay trong tông huấn, Ngài đã lột tả về cái sự bấp bênh có thể xảy đến cho giáo hội hơn là tìm sự ổn định, yên ổn trong nội bộ giáo hội. Với phong cách ấn tượng và gợi cảm, Ngài đã viết rằng: "Tôi muốn có một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn, bám víu vào sự an toàn riêng của mình." Người loan báo tin mừng đúng nghĩa là người làm một hành động can đảm ra khỏi mình, ngoài đi ra còn được biểu hiểu là một cách mà giáo hội với những cánh cửa mở rộng được Ngài ví như cánh cửa và vòng tay của người cha nhân hậu sẵn sàng chào đón người con hoang đàn. Giữa những bối cảnh mà giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Vinh nói riêng có thể nói rằng đang làm rỉ máu tâm can của biết bao nhiêu con người đang tin tưởng và tín thác vào chính Chúa Giêsu Kitô, mà nơi đây nhiều chi thể đang làm cho Ngài càng đau khổ hơn khi chối bỏ sự thật để rồi đang đồng hành hoặc là thậm chí đang thỏa hiệp với sự dữ. Ngay trong tông huấn ở số 24, Đức Thánh Cha Phanxicô Ngài nói về việc tham gia là dấn thân vào ngay trung tâm đời sống con người để rút ngắn khoảng cách chấp nhận đời sống của họ như là thành phần đời sống mình và hơn nữa chạm đến thân xác đau khổ của chính Đức Giêsu Kitô. Ước ao Đức Phanxicô muốn nhắn nhủ mọi Kitô hữu thuộc giáo hội Công giáo, Ngài muốn người loan báo tin mừng là phải sống như người của mọi người, nghĩa là làm tất cả mọi sự miễn sao ích lợi cho đàn chiên. Và chính Thánh Phaolô Ngài đã nói vui với người vui, khóc với người khóc. Thêm bước nữa, người truyền giáo biết đồng hành với mọi người, ngay cả trong những hoàn cảnh nguy hại bắt bớ, ngay cả việc có thể hiến trọn đời mình bằng cách chấp nhận tử đạo như là một chứng nhân của Đức Kitô. Như vậy, tất cả sự việc mà mọi giáo dân, không chỉ ở tại giáo phận Vinh mà trên toàn quốc và thậm chí trên toàn thế giới đang nhìn về cách riêng giáo phận Vinh, những vị lãnh đạo hàng giáo sĩ, họ đang cần một sự thật và đang cần những chứng nhân anh dũng để sống và làm chứng cho sự thật là đây.
Lạy Chúa Kitô được yêu bên Chúa thật là niềm vui của con, niềm vui đời con chính là ở Chúa, niềm vui chân thật, niềm vui lâu bền, niềm vui bất tận. Lạy Chúa Kitô được yêu bên Chúa thật là niềm vui của con. Bóng tôi cuộc đời bủa vây thân con, nhưng Chúa luôn gần kề. Ngài bảo toàn thân con như lời đã hứa, ta sẽ ban cho ngươi niềm vui Thánh Linh. Nếu Chúa muốn thì con cũng muốn, con muốn là chứng nhân niềm vui giữa chốn u sầu. Những nơi khổ đau xin cho con trung thành loan báo rằng tình yêu Ngài con sẽ là bài ca niềm vui, tâm hồn con cao giáo vì hạnh phúc. Chúa thương độ ngàn vinh phúc đầy dư, biết lấy chi đáp lại cho xứng vì hồng ân.